Các đám cháy rừng dữ dội quét qua một thị trấn du lịch của Hy Lạp, giết chết ít nhất 74 người. Đám cháy bùng phát ở Mati vào chiều muộn ngày 23 tháng 7 và vẫn tiếp tục cháy ở một số khu vực trong ngày 24 tháng 7. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố để quốc tang cho các nạn nhân. Lực lượng tuần duyên cho biết các tàu tuần duyên và những tàu thuyền khác đã giải cứu được gần 700 người chạy được ra tới bờ biển. Đội cứu hỏa Hy Lạp cho biết cường độ và độ bao phủ của các đám cháy rừng ở Mati đã suy giảm hôm 24 tháng 7 khi các ngọn gió giảm cường độ, nhưng khu vực này vẫn chưa hoàn toàn được khống chế.